thực hiện chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, phong trào thi đua yêu nước của đơn vị và phong trào thi đua yêu nước của địa phương đã được Đảng ủy, Ban Chỉ huy đồn biên phòng Bến Phố triển khai thực hiện với nhiều hình thức và nội dung phong phú đa dạng, cụ thể hóa thành những việc làm thường xuyên gắn với mọi nhiệm vụ cụ thể của từng cá nhân, tập thể trong đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị bảo vệ vững chắc chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình hiện nay. Trong chuyên đề về chủ quyền an ninh biên giới kỳ này, chúng tôi xin gửi đến các đồng chí và các bạn phóng sự học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở đồn biên phòng Bến Phố. Đồn biên phòng Bến Phố, xã Hưng Điền A, quận 9 Hưng quản lý đường biên giới dài 22,5 km, tiếp giáp với đồn biên phòng Long Cốt, đồn biên phòng Sông Trăng và 4 xã ngoại biên, huyện Svayrum, tỉnh Svayrien, Vương quốc Campuchia. Nhiệm vụ quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới đang đặt ra những vấn đề bức thiết, cần sự vào cuộc của tất cả các lực lượng. Trong đó, bộ đội biên phòng là lực lượng chuyên trách, lực lượng chiến đấu đầu tiên bám trụ đến cùng để bảo vệ và giữ vững biên giới quốc gia. Yêu cầu đặt ra hiện nay đối với Đảng ủy, chỉ huy đồn là phải tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, đấu tranh phòng chống có hiệu quả các loại tội phạm vi phạm pháp luật trên khu vực biên giới. Xây dựng cơ sở chính trị, tăng cường quốc phòng an ninh, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, bên cạnh những thuận lợi, đồn gặp không ít khó khăn, thách thức. Để bảo đảm cho đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, một trong những vấn đề được Đảng ủy, chỉ huy đồn đặc biệt quan tâm là đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy đồn chỉ đạo phải gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị và bằng những công việc hành động cụ thể. Việc xác định các tiêu chí đạo đức phải xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ chức trách của mỗi người gắn với môi trường, điều kiện, hoàn cảnh công tác. Bởi vậy, lãnh đạo chỉ huy đồn phải luôn nắm chắc đặc điểm tình hình chi phối trực tiếp đến việc thực hiện chức năng nhiệm vụ của đơn vị để có nội dung biện pháp tiến hành phù hợp. Thực hiện chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy chỉ huy đơn vị đã thống nhất từ nhận thức đến hành động, xây dựng kế hoạch, tổ chức quán triệt triển khai đến toàn thể cán bộ đảng viên quần chúng trong đơn vị thông suốt. Đảng ủy chỉ huy đơn vị trong nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch của người chỉ huy luôn xác định nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh bộ đội Cụ Hồ, gắn với quy định 101, quy định 55 và quy định 08 về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ chốt các cấp. Với việc làm cụ thể trong 5 năm qua, đơn vị đã có nhiều tập thể cá nhân điển hình tiên tiến như trạm kiểm soát biên phòng kênh 28, đội tham mưu hành chính, cá nhân thiếu tá Nguyễn Văn Chính, nhân viên vận động quần chúng, đại úy Ngô Văn Quốc, trinh sát viên, thượng úy Nguyễn Văn Thuần, nhân viên quân y, đã có 5 năm liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và 5 năm liền là đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đơn vị đã xuất hiện nhiều mô hình như thầy giáo quân hàm xanh, thầy thuốc quân hàm xanh, đặc biệt là sự phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trong tham gia phát triển kinh tế văn hóa xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở các xã được cấp ủy chính quyền địa phương đánh giá cao. Qua phong trào, từng cán bộ đảng viên và quần chúng trong đơn vị đã nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là sự chuyển biến về lề lối tác phong công tác ngày càng khoa học hơn, nâng cao ý thức trách nhiệm, tính nêu gương của đội ngũ cán bộ đảng viên, nhất là đội ngũ cán bộ chủ trì các cấp, tích cực cải cách hành chính quân sự trong giải quyết thủ tục qua lại biên giới, song vẫn đảm bảo đúng pháp luật, tạo thông thoáng cho nhân dân trong làm ăn, trao đổi hàng hóa, phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Giữ phương châm nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin,
trong thực hiện các biện pháp công tác biên phòng, biện pháp vận động quân chúng là trọng tâm. Đội ngũ làm công tác vận động là cán bộ chiến sĩ có trách nhiệm, thường xuyên học hỏi, nắm rõ các chủ trương, bám sát địa bàn, hiểu dân gần dân và cùng ăn ở, sinh hoạt, cùng làm với nhân dân. Tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới. Sau khi được đơn vị quán triệt về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách của Hồ Chí Minh, thì qua với vai trò trách nhiệm của người cán bộ đảng viên, tôi luôn nêu cao vai trò trách nhiệm của mình là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mọi lúc mọi nơi, không ngại khó ngại khổ, khắc phục mọi khó khăn trong mọi tình huống, phối hợp các cơ quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn, quản lý chắc đối tượng, cũng như nắm các cái đợt cao điểm bầu cử phía Campuchia và các cái đợt tình hình các cái dịp lễ Tết ở nội biên để phục vụ cho chỉ huy quản lý tốt địa bàn cũng như đối tượng, góp phần vào quản lý tốt biên giới được phân công phụ trách. Bên cạnh đó cũng biết ít tiếng Campuchia, tham gia với các cái đoàn của trên đi khám chữa bệnh phía ngoài biên, cũng gây được cái niềm tin cũng như là cái đoàn kết gắn bó giữa hai bên biên giới. Để phát huy sức mạnh tổng hợp, khả năng sáng tạo của tập thể và mọi cá nhân trong học tập và làm theo lời dạy tấm gương đạo đức của Bác, Đồn Biên phòng Bến Phố, Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An đã có những sáng tạo, linh hoạt trong quán triệt triển khai thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch của cấp trên. Trong đó, trọng tâm là chuyên đề năm 2019, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân. Việc thực hiện chuyên đề năm 2019 gắn với thực hiện cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Là một cán bộ nhân viên đội vận động quần chúng, thì qua nghiên cứu, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, thì bản thân tôi luôn xác định rõ được cái vai trò trách nhiệm của mình, tham gia phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể ở của địa phương tuyên truyền về các cái đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, như là cái nghị quyết 33 của Trung ương về chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia, nghị định 34 hiệp ước bổ sung 1985 về công tác phân giới cắm mốc, và các cái đợt cao điểm ngày lễ Tết trong năm, thì bản thân tôi đã tuyên truyền được là hàng trăm buổi, có hơn là 4.500 lượt người tham gia. Thì bên cạnh đó, bản thân còn tích cực tham gia phối hợp cùng với các cái ban ngành đoàn thể phương, đặc biệt đó là trường tiểu học Hưng Điền A, là đứng lớp dạy mùa xóa mù chữ cho các cái em học sinh là người di cư tự do đứng chân ở trên địa bàn. Thì qua 5 năm triển khai và thực hiện, bản thân tôi đã phối hợp cùng với ban giám hiệu nhà trường là mở là 11 lớp học tình thương cho là 78 em học sinh. Cán bộ chiến sĩ đồn Bến Phố luôn cần cuội với cơ sở, phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc lúa cho năng suất cao, áp dụng khoa học vào sản xuất nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với tình hình địa bàn khí hậu, giúp nhân dân biên giới cải thiện cuộc sống, đời sống nâng lên rõ rệt. Có thể nói, nhờ gắn bó chặt chẽ với nhân dân trên địa bàn, hỗ trợ giúp đỡ người dân phát triển kinh tế xã hội, kết hợp chặt chẽ với an ninh quốc phòng, đồn biên phòng Bến Phố đã tạo dựng được sức mạnh nội lực vững chắc, hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ bình yên khu vực biên giới do đồn phụ trách quản lý. Đảng ủy, ban chỉ huy đồn cũng có nhiều cái kế hoạch phối hợp khá là thiết thực, đặc biệt nhất là trong cái việc phân công các cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trên địa bàn của xã tham gia giúp dân sửa chữa nhà cửa, rồi thu hoạch lúa, rồi phụ giúp nhân dân thu hoạch lúa trong các mùa mưa lũ, thì đã được nhận được cái sự đánh giá rất là cao của bà con nhân dân. Thời gian tới, để phong trào tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, góp phần xây dựng đảng bộ trong sạch vững mạnh, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện,
Đảng ủy, Ban chỉ huy đồn biên phòng Bến Phố tiếp tục tập trung quán triệt ý nghĩa, tầm quan trọng của việc làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác ở từng chi bộ và cá nhân, gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả đơn vị. Bằng những việc làm thiết thực, đồn biên phòng Bến Phố, Bộ đội biên phòng tỉnh Long An đã và đang cùng với các cấp các ngành và địa phương tích cực củng cố mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, phát triển và ổn định lâu dài với chính quyền và các lực lượng bảo vệ biên giới của Campuchia, góp phần tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội, củng cố quốc phòng an ninh và quản lý bảo vệ biên giới, xây dựng biên giới đoàn kết, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Các đồng chí và các bạn xem đài thân mến, nội dung phóng sự học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở đồn biên phòng Bến Phố đã khép lại chuyên đề vì chủ quyền an ninh biên giới do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Long An và Đài Phát thanh Truyền hình Long An phối hợp thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại vào chuyên đề kỳ sau, được phát sóng vào lúc 19:55 ngày 17 tháng 6 năm 2019 trên kênh NLA 34.